là cái bản PES 2019 này ấy, nó cũng sẽ có những cái bản cập nhật hoặc những cái bản mod để giúp chúng ta giảm cái cấu hình của nó xuống. Ví dụ như là giống trong bản PES 2018 thì có những cái bản gọi là bản xóa khán giả trên sân thi đấu ấy. Nó sẽ làm nhẹ cái game của các bạn đi và các bạn có thể chơi nó thoải mái hơn, đúng không nào? Với những bạn máy yếu thì hy vọng là sắp tới sẽ có, và bây giờ thì hiện tại là chưa có, hiện tại chỉ có đúng cái bản thôi nhé các bạn. Sắp tới có thì mình sẽ cập nhật sau để cho các bạn máy yếu các bạn có thể chơi được cái button 2019 này. À, press any button for the game rồi này. Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ, đúng không nào? Còn xong không có nhạc nhỉ? Anh lên UN nhá. Rồi, vào the game rồi. Kick off. Được rồi, việc đầu tiên mình sẽ làm đó là tắt nhạc. Mình không hiểu tại sao nhưng mà mấy cái game bóng đá này, nhạc bản quyền siêu nặng luôn. Mình add cái video nào có nhạc của mấy cái game này thì nó cũng sập luôn các bạn ạ. Sập luôn kênh YouTube của mình. Trước mình bị sập một kênh rồi. Đây mình sẽ tắt hết nhá. Đây là toàn là nhạc bản quyền thôi này. Các bạn thích thì cứ để mặc định nó sẽ tự động hát trong những cái phân đoạn của cái game này nhá. Và mình thì sẽ không động chạm gì cả. Đúng không nào? Được rồi. Save it. Sau đó thì như chúng ta setting ở ngoài thì lúc nãy cũng không còn gì để setting nữa, đúng không nào? User gì đây? Setting cái phần quan trọng nhất là cái phần setting graphic với cả control thì setting ở ngoài rồi, cho nên bên trong này không còn gì để mà chúng ta phải lưu luyến về cái phần option nữa, đúng không nào? Và chúng ta sẽ vào nóng lòng hơn, đó là cái phần chơi game on play smart online, được không nhỉ? Không được rồi, chúng ta chơi offline thôi các bạn ạ. Có phần kick off và phần home là gì? My Club à? Các bạn có thể điều chỉnh được câu lạc bộ của các bạn này. Chắc là nó sẽ cho chúng ta tạo một câu lạc bộ nào đó cho thêm cầu thủ các thứ. Thực ra thì game này mình chơi, nói thẳng là mình không biết chơi các bạn ạ. Mặc dù mình đã đánh quanh qua rất nhiều các phiên bản crack của PES và FIFA các thứ rồi, nhưng mà trở lại game này thì mình của mình cảm thấy nó cứ khoai khoai thế nào ấy. Thế thì chúng ta sẽ vào phần offline nhá. Become a legend. Get a total watch live to be a full game play theo Hero Soccer player. Chơi theo kiểu một cầu thủ thôi à? Như mình sẽ chơi theo kiểu mùa giải đi nhỉ? Master Language chẳng hạn. New đi. Thử thôi, ngại gì đúng không nào? Master Language. Cái này setting sao ta? Classic, cổ điển. Regular, professional. Thôi, regular thôi. Khoảng 15 phút nhỉ? Yeah. Dollar, pound, Brazilian. Tiền à? Mệnh giá. Classic player. Các player cũ, nghĩa là cầu thủ cũ à, trong đội bóng à. Everyday. Cái này để mặc định đi. Ok. Club team lineup, master league origin lineup. Cái này start the game with the full lineup of the club at your desktop. Thôi thì chọn bên này đi. Original lineup là cái đội hình chuẩn chỉ của các đội bóng ở ngoài đời luôn. Được rồi. Bây giờ là chọn giải đấu. English language. English division. Có giải đấu của Việt Nam không nhỉ? Liệu có V-League hay gì đó ở AFC đi nhỉ? Yeah. Chọn câu lạc bộ. Có Hoàng Anh Gia Lai hay gì không? Chắc phải có nhỉ? Không có à? AFC hình như mình nhớ là năm ngoái năm kia gì có Hà Nội TMT gì đó đá mà sao không có trong đây nhỉ? Sang hai Hoàng Giao. Thôi thì chọn đại một bữa nhá. Chọn đại một đội nhá. Nó nhỉ? Đội nào đây? Kawasaki. Rồi. Giờ làm gì nữa để đá các bạn nhỉ? Để con Chinese Super League ở đây nữa. Enter nào. Select your national region. Quốc gia. Việt Nam rồi. Việt Nam này chữ V chắc chắn là cuối cùng rồi. Nhưng mà không có luôn ạ, đâu hết. Thôi thì lấy Japan vậy. Japan đâu? Ui, không có luôn. Thôi thì Croatia đi nhỉ. Yeah. Manager. Manager name. À, đặt name ra các bạn ạ. Griffith. Enter. Ok.
ta sẽ kiêm là người điều khiển đội bóng, kiêm luôn huấn luyện viên. Mày thấy cũng đúng rồi nhờ. Sổ ơi, họ báo luôn, sợ không? Mình nhờ các bạn, mình nhờ đó, mình đeo cà vạt đó. Thì thôi, tưa qua nhé, tạm biệt mình. Còn gì nữa mày? Sao muốn đá một trận thôi mà mất thời gian vậy? Nãy giờ bao lâu rồi? Team Manager. Cái này nó cũng giống kiểu gì nhỉ? Giống kiểu Football Manager luôn các bạn. Cho các bạn điều chỉnh đội hình các thứ này. Nhưng mà Football Manager thì nó chi tiết hơn rất là nhiều. Cái này thì chắc chỉ điều chỉnh sơ sơ các thứ thôi. Sao mãi không được đá thì mình cảm giác hình như mình vào nhầm cái gì đó rồi này. Cho em đá một trận xem nào. 2 hours later. Là cái nào nhỉ? Cấp hay League đây? League of offline. Cấp thử đi nhỉ. Lúc của cái nào mới là đá đây? Trời ơi, Euro Master Cup. Ok luôn. Select a team. Chọn team đầu luôn. Chọn luôn. Ok, chúng ta đâu rồi? Mình vừa chọn team nào nhỉ? Mình chọn team nào mình không biết luôn. Và mình đang ở trong một cái bảng đấu nào đó ở đây. Mình sẽ vào game cho sẽ biết chúng ta bảng nào đúng không nào. Như vậy đá là phần này chứ không phải là phần kia. Game plan. Chiến thuật rồi. Các bạn thôi thì Advanced Tunic Map Kickoff Game Plan Stadium. Bắt đầu đá luôn các bạn ạ. À. Mình không chỉnh liên thuyên nữa. Nãy giờ đi lang thang xa quá luôn rồi. Bây giờ chúng ta quay lại game mà. Gameplay đầu tiên của PC Crack Gaming tại PES 2018. À ok. À nhầm, PES 2019. Đấy rồi. Đội nào nhỉ? Mình chọn đội nào mình chả biết luôn cơ. Bay luôn rồi. Kiểu áo này là giống giống kiểu áo của Arsenal. Mà không phải. Don Burr. Tadic. Đây hai đội chào sân. Đây này, nếu mà các bạn chúng ta có được các bạn bản mod xóa khán giả đi thì mấy khán giả trên sàn đấu này nó sẽ được loại bỏ sạch. Như vậy thì nó sẽ giúp cải thiện cái hiệu năng FPS của các bạn. Giúp các bạn chơi game nó nhẹ nhàng hơn. Đó là đối với cả những bạn máy yếu thôi, còn những bạn máy khỏe thì sẽ không có vấn đề gì cả đúng không nào? Chết bù, nãy giờ để to quá, các bạn nghe thấy gì không? Rồi. Làm sao để tua qua cái này nhỉ? Mình muốn đá luôn cơ. Nó có nói hoài vậy. Đây là đội Anderlecht, Santini, Di Mata, Musano, Milik. Toàn những cái tên có thể nói là vô cùng nổi tiếng mà mình không biết ai cả. Onana. Ôi, nhìn mượt lắm các bạn ơi. Quả nhiên là phần đồ họa được cải thiện rất là nhiều. Chúng ta là mình đâu nhỉ? À đây mình đây rồi. Nhưng mà ê, đá cái này giống kiểu đá FIFA Online các bạn ạ. Ôi trời. Giống kiểu FIFA Online bởi vì cái di chuyển ấy nó ở bên phím điều hướng các bạn ạ. Còn mình nhớ ở trong mấy cái phiên bản PES hay là FIFA gì đó thì cái việc di chuyển nó ở phím WASD cơ. Nhưng mà cái này chúng ta có thể điều khiển được cho các bạn, điều chỉnh được cho các bạn yên tâm nhá. Sút thế nào nhỉ? Ấn D à? Đây rồi. Đánh đâu? Đánh đâu? Ấn VK luôn, đúng rồi. Ok. Ui, mình không biết nút các bạn ơi. Cái này thì lỗ quá nhỉ. Đợi đấy, mày đợi anh tí. Anh sẽ YOLO với mày luôn. Ê, quay lại game, quay lại game, quay lại game. Chuyên. Hay lắm. Đánh đâu? Sắc, à. Nó sao đổi người nhỉ? ZXFAG. Đâu rồi? Ôi, vào rồi. Nhưng mà thôi kệ nó, chấp nó một quả đi. Ui, toàn XAD thế này thì là cái nút này tác dụng gì? BZQEVKFXADV. Ui. Để con replay nhá. Ai cho xem replay. Hạ nhục mình đây mà. Ui. Chuyền nó đá đẹp nhỉ. V là tua qua replay các bạn ạ. Đây này V. L là A. D. V kép.
Mình alt tab vào game rồi mà. Làm sao để chuyên nhỉ? W Q A space enter chuột trái chuột phải control Z X C A X. Đấy nào. Ghi bàn cho nó sợ. Roberto Carlos. Ui, quá nhẹ. Làm sao để W à? À đấy, hay lắm, đốn nó. Sút. Đổi người lúc nào ta? Quả game này vãi đuối thật. Thôi, thôi tiếp thôi. Các bạn quên cái pha vừa rồi đi nhá. Được rồi. Bây giờ thì kép. Ôi. Ui. Cái này thì sao mà thắng được nhỉ? Phải ra ôn luyện lại tí nữa đấy. C E V K A X D B Z Q. Được rồi. Quyết định quả này ghi liền hai quả liên tiếp này. Chuyện. 2 hours later. Thôi rồi. Enough internet today. Được chưa nào? Thì đó là tờ game PES 2019. Mình đã cố gắng hết sức nhưng mà bất lực thôi, không biết làm thế nào cả. Thì chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like và Facebook để cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người. Like the baby scream, so I two-way, my nigga is the E.